Hello anh em, chào anh em đã quay lại với kênh clip của em nha. Bữa nay là cái ngày mùa 5 tháng 5 anh em ơi, Tết Đoan Ngọ. Nè đây nè anh em, anh em ơi, anh em ra ngoài đồng mình chắc mình đâu có sợ dơ đâu hả? Nè, cái nhỏ nhà rồi nè, đấy, dơ thì ăn dơ, cái gì đâu? Đó còn đây là cái chén đồ bỏ nè, này là anh chắc anh nhìn rau chứ biết ở gì, nhìn là chứ biết cái rau gì vậy gì? Rau này là rau bằng lăng nha anh em, bằng lấy rau muống, ba rau muống này hồi nãy giờ em té xong mấy lần rồi đó, em mới được ba rau muống này nè, thay một cái nguyên cái quần mới luôn nè, nguyên hẳn một cái quần mới luôn đó. Còn đây là ấm nước, còn đây là cái phích xì tin nè. Giờ nãy hồi chiều bữa nay anh em mình ăn mùng năm cũng xỉn thấy bạ rồi. Bây giờ trụng có mì ăn gì là bỏ cơm ăn không được cái gì chứ đó. Mình để đây chiều tối mình quắc được có, chứ mà hồi tối qua được 8 con, tối nay được có 2 con là mừng rồi đó. Đấy đó, bây giờ mình cùng anh em mình còn ăn mì ha. Đối với hành quả tối nay nha anh em thấy dĩa gạo thấy ngon không? Coi nào thứ gì cho nó bách xa ha, phải không anh em? Nè coi nè, gọt ai đã chết mẹ gớt, ăn thêm ba cái đồ nhắm nữa. Đối người ta thì nó không cao sai, nhưng mà anh em ra động á thấy được như thế này á nó quý giá lắm cả, chứ không phải đơn giản đâu đó. Rồi anh em cùng hước nha, rồi tối nay anh em mình gửi chim ha anh em nha. Rồi anh em thử hỏi con quắc này tới số mạng nữa không, hồi nãy giờ em tưởng con mắc xéo không à, chứ đâu có tưởng là con quắc đâu nè, cách lo biết bao xa luôn á, đúng nè. Nãy giờ tưởng là ảnh là con mắc xéo bé xinh cu te mai lớp gì ai hồi là con ấy, gần 5 giờ rồi. Mấy mấy bé mặc lem đồ đây, để vô cái không có đem cái sợi dây đeo ngực theo, đâu có vừa cầm vừa gỡ nó được đâu, được không ta? Không được anh em ơi, để gỡ này xong đi qua gỡ kiếm mắt chéo đầu quay cái hình ảnh bữa nay coi ha. Thôi để nó lâu gần sáng rồi. Mới gỡ con quắc này anh em, quắc mới gỡ xong bây giờ là gần sáng rồi, còn chừng 15-20 phút nữa là trời sẽ bẩn luôn đó. Mắt xéo rồi, tối được mắt xéo bữa nay được 2 con rồi, bây giờ mình đang chuẩn bị ra mắt xéo nè. Nãy gõ mình lưu quắc được con mắt xéo nè. Con quắc hiện tại đây tối là làm được 2 con, có như trên hình như trong clip anh em thấy đó. Rồi. À, giờ bắt quắc nó bỏ vô thôi, xong đi qua thăm mắt xéo rồi được gì được mắt xéo có được thêm con nào nữa thôi, con đó con cũng được vài ngàn bạc, cũng có thể ăn cháo ăn trầu chứ quên nó ăn cháo, mình là phải dùng nó trùng có thể ăn trầu. Đó. Anh em thấy cái đường đi gian này không, mà đi này cầm hồi nó không ngay, nó cà giật nó khó chịu quá. Rồi cái này là thấy chắc chết rồi, chắc không có cái mẹ gì rồi, chết rồi được 1 con 2 con gì rồi, chết quá rồi, chết cái đầu heo rồi, cái này phải là chết cái đầu heo rồi. Coi bộ không hết nè. Thank you.
thấy thấy là chắc quốc rồi đó. Nhìn thấy đậu cho mấy bụi cây nè. Rồi thấy chất quốc rồi đó nha em ơi. Vậy là được con mắt xéo nữa à. Lưới ông bắt nó thủng ra anh em coi nè. Vì chim dính mà còn sảy lên sảy xuống. Mắt xéo là cái con vô sảy mà. Trời ơi, nó im gió đánh xuống. Rồi đây anh em nè, sáng được thêm hai con nữa nè anh em. Hiện giờ có mấy con quắc nó về đây nè em. Thiệt chưa lúc nào mà cảm giác đánh chim nó lại sướng như bây giờ á. Thấy chỗ mình nó có chim là thấy trong bụng ưng à, nó kia cọc kìa. Thấy trong bụng nó ưng gì đâu á, đánh dùng em đây nó không có chim quắc khỏi giờ. Đây là ấy nè em xài hai ổ đánh quắc, đánh được ba con quắc, làm được ba con quắc chứ sao mắc xéo gì đó. Nhưng mà cũng đủ tiền ấy à, ra nhậu xỉn ke đầu hết trơn, đi về ăn mì rồi té sông té suối ở đây nè. Em quậy cái bến cửa giò nè quậy banh chành cái hầm không muốn hết trơn anh em thấy không, chọn nè. Trời ơi quậy tối nè, rồi ăn mì ăn bọng vậy nè. Rồi thôi viết về chở mẹ em đi lấy tiền cái bạc gì nó còn tay đó không biết. Còn hỏi tôi có gì anh em alo nha. Rồi tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại anh em ở video ngày mai nha.